Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Từ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ được coi là siêu phẩm cờ tàn của danh thủ Vương thứ nhất. Đối với Vương Dực Phi trong giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2010, đây là ván cờ mà danh thủ Vương thứ nhất sẽ cầm bằng đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ
吃 吃 吃 吃 将军
将军。将军。将军。 将军。将军。 将军。将军。 将军。 Tiếp theo sau phần cờ cho binh nhâm tiến 1 đến từ bên đen của vương, thì đứng trước thế công không thể ngăn cản đến từ bên đen, bên đỏ của thành thủ Vương Tử Phi đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên, một trận cờ xứng đáng là siêu phẩm cờ tàn của thành thủ Vương thứ nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.